ya no se acaba. Aún hay un C. Tu marca. Tu ya sentó, ¿no? Nó sinh tồn ấy, đây là các hướng dẫn các bạn sinh tồn nhé. Để tí mình đánh con cừu này ra. Để lát nữa chế tạo cái giường. Đấy, các bạn thấy nhé. Đây ạ, cái này là bản 1.18 nha mọi người. Đây, bản 1.18. Bản 1.18. Đây nhé. Ô đủ. À sao ở đây chả có một cái cây nào nhỉ? Ok. Để mình ra đảo mới để nó xuất hiện một ngôi làng nhé. Ok. Ok. Lâu quá rồi. Rồi chắc nó chỉ ở đâu quanh đây chứ chắc ở gần lắm các bạn, mình nghĩ là ở gần đây thôi. Kìa kìa, mình thấy thấy vừa vào đồng bằng đã thấy luôn, may mắn quá. À, xem vài dựng nhà dân làng lút đồ ấy. Ơi ơi thôi lấy cái sắt này, mấy cái này in chặt đủ thứ. Tạm thời mình sẽ ở đây nhé mọi người. Lấy ít gỗ. Ôi, vào nhà khác lút đồ đi, nhà này nghèo quá. Nhà này. Mình không thích giường này. À không, mình còn lấy để đánh rồng nữa cơ. Mọi người, đây sẽ là tập 1 nha mọi người. Rồng các thứ. Hai con gà này. Lấy luôn. Sao nhà bọn này nghèo ấy nhỉ? Các bạn thấy có thấy nó nghèo không? Nghèo vãi. Nghèo rất mùng tơi luôn. Chế tạo cái bàn chế tạo này. Mình chế tạo một cái rìu. Chế tạo luôn một cái cúc để tí nữa mình đi mai. Nghèo quá. Nghèo rất mùng tơi thôi. Bọn này nghèo đấy. Bọn này nghèo vãi thề luôn. Nhà có mỗi giường. Thầy adu nhà thật rẻ này rồi các bạn ạ. Ồ, được. Đấy. Coi bộ cái nhà này cũng được. Phết đấy chứ. Sắt này các bạn. Lấy ít bánh mì cái. À mà trong đây có quái vật đâu mà. Mình đọc sát này. Thôi cứ lấy. Cái đây chế độ buồn điên mà lại quên. Không biết nhà này nghèo thế. Có mỗi nhà thợ rèn giàu nhất đây. Giàu nhất ở trên luôn đi.
em cái này để em chặn, nếu mà có đi mai gặp la bít cho ra xin ít đá nha, để ra rìu đá lại. Là ngày không có lò nung à? À quên, lò nung ở bên nhà thợ rèn cơ mà, quên mất. À đủ, xin luôn. Đây. Ôi trời ơi. Vãi cả loa cục găng rồi. Vãi cả một. Vãi cả chẳng hay mà. Ngu vậy, nghe bán ngu vậy. Và... đây mình đang nghĩ mình có nên chế tạo cái xô không nhỉ? Thôi, mình không chế tạo được. Nãy mình vừa gì nhỉ? À, chế tạo cái gì đó. Này thôi chị, để tiết kiệm. À, chị thể xị lấy cái đuốc ấy. Còn gì lấy không nhỉ? Chứ là này mình chả thấy một con nông dân nào cả. Mình chả thấy có con nào trồng cây cả. Các bạn thấy không? Không có trồng cây luôn. À đây đây đây, thầy cuối cùng cũng đã tìm thấy. Xem thằng này đội gì để lấy em bơ rồi. Đủ. Vãi cả. Một em bơ rộ đổi 4 quả táo. Thôi mình đi cày lúa đây. Bút nha. Ơ thăm ngàn kẹt ngợn các bạn, chúng ta phải thăm ngàn kẹt ngợn. Thăm ngàn kẹt ngợn. Xem mình có bao nhiêu lúa. Đủ. Rồi. Bye bye các bạn nhé. Bây giờ mình ăn cơm rồi các bạn. Ok. Không đợi tí. Mình lấy nút cái này. Đập này đi. Lấy cha đeo ăn kia. Đó.
equivoque cruel. Đó mình tìm con dân làng nông dân kia. Cháy rồi mọi người ơi, cháy rồi mọi người ơi. Thôi tạm dừng, mình tạm dừng video tại đây nhé. Ok.